Chào toàn thể anh em đam mê PCP nhé. Hôm nay mình lên video này nói về cái van cờ két 24 lò xo đĩa anh em nhé. 24 lò xo đĩa đấy, van cờ két 24 lò xo đĩa là van gì mà rất nhiều anh em hỏi và hỏi shop là có chơi tốt không. Thì đầu video shop khẳng định luôn nhé, van cờ két chơi 24 lò xo đĩa rất tốt anh em nhé, rất tốt. Vì sao? Đấy, vì sao? Để mình nói nhé, đây là một con van cricket thường nhé. Đấy, con van cricket hộp mở bình thường này. Đấy, van cricket hộp mở bình thường nó sẽ như thế này anh em nhé. Nó sẽ có 8 lò xo đĩa, 8 lò xo đĩa. Đấy, mình tháo ra luôn cho anh em xem nhé, 8 lò xo đĩa. Và cái phiên bản van cricket 24 lò xo đĩa là như thế nào? Là nó sẽ bỏ cái trục 8 lò xo đĩa đấy, thay bằng cái trục 24 lò xo đĩa như này nhá. Đấy, bỏ cái trục 8 đĩa lò xo ấy, thay bằng 24 lò xo đĩa cái trục này đấy. Cái trục 24 lò xo đĩa chắc chắn nó sẽ dài hơn rồi, thì anh em phải lắp thêm một cái khớp để lối dài ra để lắp 24 lò xo đĩa này anh em nhá. Thì anh em là mà có van cricket này, anh em mua thêm cái trục lò xo đĩa này, 24 lò xo đĩa này, với cả cái đây, mua theo bộ như này, giá sẽ là 900.000 đồng em nhé. Mua theo bộ như này giá sẽ là 900.000 đồng. Và có điểm đặc biệt này, cái trục này và cái lò xo đĩa nhé, lò xo đĩa là lò xo Mobia em nhé, Mobia hàng nhập Đức. Và cái trục này có đóng sẵn bom nhựa pack của em nhé, đóng sẵn bom nhựa pack đấy. Cái này là 900.000 anh em nhé. Đấy, cái bộ như thế này là 900.000. Còn van cricket hộp mở bình thường như này, anh em mua ấy là 850. 850 cộng 900 nó sẽ là 1.750.000 em nhé, 1.750.000. Đấy, anh em mua cả một bộ như này sẽ là 1.750.000. Đấy, bảo mình lắp cho mình sẽ sẵn sàng lắp. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp luôn anh em nhé. Đấy, 1.750.000. Còn anh em nào mà có muốn thêm một chút tiền thôi, thêm một chút tiền mà chơi van hai điều áp, em sẽ chơi van hai điều áp này, van cricket hai điều áp này anh em nhé. Van là AC cricket 2 là hai điều áp đấy. Van này thì tổng cộng nó tận 29 đĩa cơ anh em ạ, nó sẽ có 20 điều áp này đấy. Cái chục điều áp thứ nhất này nó sẽ 9 lò xo đĩa Mobia em nhé. Trục điều áp thứ hai nó sẽ có 20 lò xo đĩa anh em nhé. Đấy, cái van hai điều áp này thì giá nó 1.800.000 thôi. Đấy, cả cái van như này giá là 1.800.000 anh em ạ, giá 1.800.000. Đấy, anh em có thể chỉnh áp suất bên ngoài, và tất cả cái đồng hồ của van này là đồng hồ VKM Weima hàng xịn nhá, lò xo Mobia cricket đấy. Còn hôm nay mình là giới thiệu cái van đấy, lắp 24 lò xo đĩa này, mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp nhé. Anh em mua cái trục này như này là giá là 900.000. Đấy, mua về lắp như thế nào? Đầu tiên anh em xí hết hơi ra anh em nhé. Đấy, xí hết hơi này. Cái van mình cầm trên tay là phiên bản 2022, là khuyên không xoay nhé. Đấy, van này rất nhiều anh em vẫn thích dùng. Đấy, anh em tháo cái trục lò xo đĩa của nó ra. Anh em chỉ lấy một cái con ốc là anh em tháo được cái trục lò xo đĩa ra thôi nhé. Này, con ốc như này, anh em lấy con ốc anh em vặn này. Đấy, em rút ra này. Đấy, rút ra là được nhé. Đấy, cái van bình thường là cái hạt nhựa nó không phải là nhựa pack em nhé. Đấy, cái nhựa nó không phải nhựa pack. Đấy, anh em bỏ hết lò xo đĩa nó ra nha anh em nhé. Đây. Đấy, van thường nó sẽ có 8 lò xo đĩa anh em ạ. 8 lò xo đĩa này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 này. Đấy, anh em bỏ ra này. Anh em lắp cái khớp này vào để cho lối dài hơn. Đấy. Tại vì 24 lò xo đĩa thì nó sẽ dùng cái trục dài hơn 8 lò xo đĩa anh em nhé. Thì anh em phải lối thêm này. Em lên đến 24 lò xo đĩa thôi, cái trục nó sẽ dài hơn. Đấy. Đấy, bây giờ mình lấy con ốc vặn về. Đấy, con ốc thì anh em cứ lấy con ốc mà vừa thì vặn vào thôi.
Đấy. Đây. Đấy, anh em lắp cái trục này vào anh em nhé. Rồi ok. Đấy, anh em lại lắp cái này vào, anh em lại lắp như bình thường thôi. Đấy. Đấy, anh em lại lắp như bình thường, nó sẽ là thành cái van cờ đến két hai tinh lọc sau đĩa. Thì em nên nhớ này, 24 lò xo đĩa nó sẽ tốt hơn 8 lò xo đĩa. Vì sao? Đấy. Đấy. Vì 24 lò xo đĩa hồi áp chuẩn hơn. Đấy. Nhanh hơn, chuẩn hơn, bền lò xo đĩa hơn. Đồng thời là 24 lò xo đĩa này là hàng Mumia. Hàng Mumia. Đấy. Như này là xong rồi anh em nhé. Đấy. Anh em bơm hơi vào, nó sẽ ăn như thế này. Đấy. Anh em chỉnh áp như bình thường. Đấy. Nó thêm một cái khớp nối vào sẽ có 24 lò xo đĩa. Đấy. Một cái van 24 lò xo đĩa như này shop bán là 1.750.000 em nhé, 1.750.000. Đấy. Còn anh em nào quan tâm đến cái van đấy, cờ đến két 29 lò xo đĩa này. Đây, đây cái 29. Cái cốc tẹn áp này dài hơn nhé, đây, cái cốc tẹn áp đi theo van dài hơn. Đấy, cốc tẹn áp này, van thì nó gắn đến đây không, nhưng cốc tẹn áp bên mình làm nó dài hơn. Dài hơn để anh em test hơi nó sướng hơn anh em nhé. Đấy. Bình thường anh em lắp cái cốc này mà anh em giảm ít hơi ra là hết rồi. Còn cốc này nó sẽ dài gấp đôi. Đấy, dài gấp đôi để anh em đựng hơi và test nó chuẩn hơn. Thì nhân tiện đây đấy, mình sẽ giới thiệu qua về cái van AC cricket này anh em nhé. Van AC cricket này thì đây đấy, mình giới thiệu đây đấy, nó sẽ có hệ thống như này anh em nhé. Cốc tĩa áp này, trục trung gian thứ nhất này đấy, trục trung gian thứ hai là có 20 lò xo đĩa, trục trung gian thứ nhất sẽ có 9 đĩa anh em nhé. Đấy, đây là cái lốm để chỉnh áp suất bên ngoài, cái này chỉnh được áp suất bên ngoài anh em nhé, chỉnh được áp suất bên ngoài. Đấy, em mình sẽ hướng dẫn chỉnh qua anh em nhé. Đấy, thì đây là áp xả, mình sẽ để vào một hộp vui ba màu trắng này anh em nhé. Đấy, ví dụ đây là 90, áp xả là 90 đúng không? Đấy, áp trung gian mình để là 108 này. Thì cái van thay đổi áp nó sẽ cho anh em ăn một giải áp, anh em ăn sẽ ăn một giải áp. Đấy. Còn áp xả, áp bình đây, áp bình là 250 cân này, 250 cân. Đấy. Ở đây sẽ có hai con ốc khóa anh em nhé. Đấy. Anh em muốn chỉnh áp anh em lấy lỏng hai con ốc khóa này. Anh em vặn theo, đấy, anh em vặn vào cái bồ này. Đấy. Mình tăng chỉnh lên thành 100 rồi này. Đấy, thành 100, đây mình chỉnh lên thành 101 này. Đấy, mình chỉnh thành 101 anh em nhé. Đấy, cái này là anh em có thể chỉnh áp suất bên ngoài rất chi là hay anh em nhé. Đấy, để mình sẽ chỉnh thành 102 này. Đấy, mình sẽ chỉnh thành 102 này. Đấy, anh em thấy nhá. Còn anh em muốn chỉnh xuống nhá, còn anh em muốn chỉnh xuống này, chỉnh xuống anh em nhé. Thì đây có con đồng hồ báo trung gian này, anh em khóa vào, khóa chặt hơn anh em nhé. Đấy, khóa chặt hơn. Em xì hết hơi này ra nhé. Xì hết hơi này. Đấy, xì hết hơi ra anh em nhé. Vừa nãy mình làm dậy cái chỉnh lên chỉnh xuống thì anh em lại vặn hết cái trục này ngược kim đồng hồ. Đấy. Thôi em lại vặn lại này. Em giả con đồng hồ giữa trung gian này nhé. Lửa vòng thôi. Đồng hồ trung gian này nó sẽ có hai này, nó ở dưới đây nó có con ốc nhá anh em, nhà con ốc bên dưới này nhá. Vẫn đây mình nhà mạnh quá rồi, sẽ có một cái cho mình một kẹo nhá. Sau anh em vặn vào, vặn chặt vào với nhé. Đấy, đây. Đây anh em. Đấy, áp nó lại lên anh em nhé. Đấy.
anh em vận kịch này, bắt đầu anh em muốn chỉnh sang thì anh em lại vận 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 theo để vận theo ngược kim đồng hồ em nhé. Đấy anh em muốn về lại thì em chỉ cần vận cái này chặt này, không em lại nhả ra anh em nhé. Đấy hôm nay mình giới thiệu qua, còn anh em muốn biết chi tiết hơn mình sẽ để phần comment nhé. Vâng thì video của Sốc xin kết thúc tại đây. Sốc xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé.